Chiều ngày 4 tháng 6, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã tiếp Thủ tướng Australia Anthony Albanese đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam. Tại buổi tiếp, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng hoan nghênh ngài Anthony Albanese lần đầu tiên sang thăm chính thức Việt Nam trên cương vị Thủ tướng. Chủ tịch nước đánh giá cao Australia luôn dành cho Việt Nam nguồn ODA ổn định và đã tích cực hỗ trợ Việt Nam phòng chống dịch COVID-19 thông qua việc kịp thời hỗ trợ vaccine với số lượng lớn. Thủ tướng Anthony Albanese bày tỏ ấn tượng trước sự thay đổi của Việt Nam sau mỗi lần thăm. Thủ tướng Australia khẳng định Việt Nam luôn là đối tác ưu tiên hàng đầu của Australia trong khu vực và mong muốn không ngừng phát triển quan hệ hợp tác với Việt Nam, đồng thời cho biết Việt Nam sẽ có một vị trí ưu tiên trong chiến lược kinh tế Đông Nam Á đến năm 2040 mà Australia đang xây dựng. Hai bên nhất trí tăng cường hơn nữa tin cậy chính trị giữa hai nước, coi đây là cơ sở quan trọng cho việc phát triển quan hệ song phương lên tầm cao mới trong thời gian tới. Hai bên vui mừng trước các thành tựu nổi bật trên các lĩnh vực, nhất là về chính trị đối ngoại, an ninh quốc phòng, kinh tế thương mại đầu tư, giáo dục đào tạo, văn hóa du lịch, thể thao lao động, khoa học công nghệ, giao lưu nhân dân, hợp tác địa phương. Nhân dịp này, Chủ tịch nước đề nghị Australia tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt tại Australia, duy trì tiếng Việt, truyền thống, văn hóa Việt và các học sinh sinh viên Việt Nam tiếp cận thủ tục visa và du học thuận lợi, mở thêm phân hiệu các trường đại học lớn tại Việt Nam, sớm triển khai bản ghi nhớ sửa đổi về chương trình lao động nông nghiệp. Chủ tịch nước cho biết Việt Nam sẵn sàng cung cấp lao động tay nghề cao trong các lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ cho Australia và khuyến khích công dân Australia tham gia chương trình lao động kỳ nghỉ tại Việt Nam. Trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế, hai bên nhất trí tiếp tục ủng hộ lẫn nhau và hợp tác chặt chẽ tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, nhất là Liên Hợp Quốc, APEC, ASEAN và các cơ chế do ASEAN dẫn dắt.